lắng cho đến khi mà nó thành hiện thực, có nghĩa là thuốc đến được tay của bệnh nhân, thì nó sẽ trải qua trung bình khoảng 10, 12 đến 15 năm, và nó sẽ tiêu tốn trung bình khoảng 2 triệu đô một. Vì sao? Bởi vì cái quá trình nghiên cứu thuốc, nghiên cứu một chất mới đến cái việc sử dụng lâm sàng nó trải qua một cái gian rồi, cái quy trình này là bắt buộc. Tất cả các thuốc, kể cả vaccine, các bạn thấy muốn đưa ra thị trường nó đều phải trải qua một cái quy trình hết. Điều đó các bạn nhớ rằng là năm ngoái ở Nga người ta đưa ra cái vaccine Sputnik V để phòng Covid-19. Thấy là rất là nhiều chuyên gia người ta đã lên tiếng, cảm thấy hoài nghi về cái quả vaccine này, bởi vì nó không đi đúng theo quy trình này, tại vì người ta không được công bố cái kết quả của những cái thử nghiệm này, và bắt buộc ta phải đi theo quy trình này. Và ngoài nếu như một số cái trường hợp mà cấp bách thì ta sẽ đẩy nhanh tiến độ chứ không thể bỏ qua được. Nhưng mà cái vaccine của Nga đó thì một số chuyên gia người ta nghĩ rằng là có thể họ đã đốt cháy giai đoạn của một cái giai đoạn nào đó, và người ta cảm thấy hoài nghi. Thì sau này thì người ta mới đưa ra, mới đây là người ta đưa ra cái vaccine của AstraZeneca, là một cái hãng dược rất là nổi tiếng. Người ta làm theo đúng quy trình này và đầy đủ bằng chứng, người ta cấp phép thôi các bạn. Còn cái loại của Nga thì người ta chưa nhận được đầy đủ bằng chứng. Thì các bạn thấy rằng là từ cái giai đoạn đầu tiên, có nghĩa là từ sơ khai nhất là các bạn có một cái hợp chất mới thì các bạn sẽ phải là tiến hành trong phòng thí nghiệm, đúng không? Trong phòng thí nghiệm mình tổng hợp, mình chiết xuất, mình làm gì đó cho nó ra. Thì khi chiết xuất ra được, người ta sàng lọc từ khoảng 10.000 chất, tức là từ 10.000 chất đó, người ta mới sàng lọc thông qua việc là các bạn sẽ thử trên những cái mô hoặc là các bạn thử trên tế bào, vân vân, để làm gì? Để các bạn lặp lại khoảng độ 250 chất. Đây là giai đoạn gọi là tiền lâm sàng, nghĩa là chúng ta chưa có thử nghiệm gì trên người hết, nên là chúng ta phải thử nghiệm trong ống nghiệm, trong ống nghiệm, rồi sau đó là mình có thể sử dụng trong tế bào hoặc là trong mô, mô sống, hoặc là cái mô tách rời ra, hoặc là trên sinh vật. Tức là nó sẽ đi theo cái từng cái bước này, từng bước này. Thì các bạn thấy rằng là sau khi cái thử nghiệm tiền lâm sàng kết thúc thì chúng ta còn là độ khoảng 5 đến 10 chất, bên này có thể là 10 chất. Tức là từ 10.000 chất này thì các bạn thấy nó lặp đi hết, còn có 5 đến 10 chất sẵn sàng để bước vào thử nghiệm trực người, thì ta gọi là giai đoạn thử nghiệm lâm sàng. Còn đây là tiền lâm sàng, tiền lâm sàng trên sinh vật nha, đây là trên người. Thì cái giai đoạn thử nghiệm lâm sàng, cái giai đoạn phải trải qua đến ba pha, và cái này sau này các bạn cũng có thể làm cái này, tức là nếu các bạn không đi hướng về điều trị, các bạn đi hướng về nghiên cứu thì đôi khi các bạn cũng sẽ vì ở Việt Nam chúng ta nó cũng có một vài cái trung tâm thử nghiệm lâm sàng. Ở thành phố Hồ Chí Minh chúng ta có thử nghiệm lâm sàng của cái viện thử nghiệm lâm sàng của Oxford của Anh á, đôi khi họ cũng hay cho mình một số cái học bổng lên cho bác sĩ với dược sĩ để mà làm cái thử nghiệm này. Đó, thì nếu các bạn đi thi hướng về nghiên cứu thì các bạn có thể quan tâm cái này, nhưng mà bên cái đó nó gắn với bệnh viện nhiệt đới thì thông thường nó đi về cái bệnh lý lây chuyển chứ không phải là cái bệnh lý không lây. Thì cái pha, ba cái pha của thử nghiệm lâm sàng nó gồm có pha 1, 2, 3. Thì pha 1 là gì? Pha 1 là này, các bạn thấy là người ta sẽ thử nghiệm trên người, nhưng mà lúc này người ta sẽ chọn những người khỏe mạnh, tất nhiên đều là những tình nguyện viên trên người khỏe mạnh, để chúng ta ghi nhận những cái bất thường về sử dụng thuốc. Và tất nhiên những người này không phải mình nói, người ta nói khỏe là mình tin là khỏe, đúng không? Các bạn phải xét nghiệm cho bệnh nhân tất cả những thông số cơ bản cần thiết. Và cái xét nghiệm này nó dài, các bạn có thể là mấy trang giấy cái kết quả, cái thông số cơ bản của một cái người mà được xem là khỏe mạnh, nó không phải vài trang giấy, và bắt buộc các bạn phải làm hết cho bệnh nhân. Và khi người ta đang thì chúng ta mới đưa vào trong cái danh sách thử nghiệm.
Tuy nhiên thì cái này thì nó sẽ hạn chế cái số lượng bệnh nhân nó không nhiều, vài chục thôi, vài chục. Đó là thử nghiệm trên người nào. Và nếu như nó vừa qua từ cái giai đoạn thử nghiệm này thì chúng ta sẽ thử nghiệm trên người bệnh, trên người bệnh. Thì đó là đối với thuốc thử nghiệm trên người bệnh. Nên trên còn vaccine thì nó lại không có thử nghiệm trên người bệnh. Thì cái giai đoạn thứ hai, tức là phase 2 của thử nghiệm lâm sàng là chúng ta sẽ thử nghiệm trên người bệnh nhưng với số lượng bệnh nhân ít, với số lượng bệnh nhân ít. Thì là khi nó đã vượt qua được cái giai đoạn một rồi, bắt đầu tuyển chọn bệnh nhân để mà thử nghiệm, mà lúc này thì cái số lượng nó ít hơn vài chục người thôi. Và khi nó đã qua được cái giai đoạn thử nghiệm lâm sàng thứ hai, chúng ta tiến hành cái giai đoạn thử nghiệm lâm sàng thứ ba, tiến hành trên người bệnh nhưng mà số lượng nó sẽ nhiều hơn, số lượng có thể vài trăm bệnh nhân. Thì các bạn thấy từ 5 đến 10 chất khi đi qua cái ba cái pha của thử nghiệm lâm sàng thì nó chỉ còn duy nhất một chất thôi, duy nhất một chất để mà đưa vào cái hồ sơ để nó sẽ đánh đẹp. Các bạn thấy là còn một chất à, thì đây là cái cơ quan quản lý của một số quốc gia, quản lý dược của một số quốc gia thì họ có cái chức năng sẽ là cấp phép sử dụng. Ở Việt Nam mình cũng có nhưng mà không có thuốc nào là qua Việt Nam mình để xin cấp phép. Thuốc mới không có, toàn là những cái thuốc của người ta nghiên cứu, người ta đã lưu hành trên thị trường hết rồi, xong rồi cứ về Việt Nam mình xin cấp phép. Thế còn nếu như mà nó để ở Việt Nam mình phát minh ra một cái thuốc nhưng mà mới, xong rồi đem xin ra Bộ Y tế mình cho lưu hành thì nó cũng còn xa lắm. Thì cái nghiên cứu của mình, cái thử nghiệm lâm sàng của mình đó, nó gọi là nó cũng còn một số cái hạn chế. Thật sự ra là không có cá nhân nào dám làm các bạn, chỉ có những trung tâm thử nghiệm lâm sàng lớn của thế giới nó đặt tại mỗi quốc gia một cái trung tâm thì nó làm, thì đó là cả một cái tổ chức. Chứ còn mình thì không biết là không có cá nhân nào dám đứng ra làm thử nghiệm một cái chất hoàn toàn mới cho nó các bạn, mặt đó mà nó có chuyện gì các bạn thấy nó rất là phức tạp. Chỉ còn một chất thì đi xin cấp phép. Thì hiện nay thì trên thế giới chúng ta thì cái cơ quan mà cũng gọi là uy tín nhất đó là FDA. FDA là cái cục quản lý dược phẩm và thực phẩm của Hoa Kỳ. Thì hầu hết nếu như các cái thuốc mà được FDA chấp nhận thì đi nước nào nó cũng được chấp nhận hết. Mặc dù về mặt nguyên tắc thì đến nước nào thì phải được Bộ Y tế của nước đó cho phép. Nhưng mà hầu như các thuốc mà được FDA chấp nhận thì đi nước nào cũng được. Thì cái gọi là cái quản lý của nó chặt, đó là cái tiêu chuẩn của nó chặt. Thì các bạn thấy là một số cái thông tin về thuốc thì đôi khi các bạn thấy rằng là thuốc A được FDA chấp nhận, thuốc B được FDA chấp nhận, khi nó đã được đóng cái dấu của FDA thì các bạn thấy rằng là cái độ tin cậy của nó là cao. Nên hầu như ở châu Âu hay là ở Nhật Bản hay là ở các cái nước tiên tiến mà nó được sử dụng. Nhưng mà ngược lại nha các bạn, có một số thuốc có một số thuốc á FDA nó không chấp nhận. FDA nghĩa là Hoa Kỳ á, nó không chấp nhận thì người dân của nó không xài. Nhưng mà đôi khi có một số cái cơ quan của các nước khác nó chấp nhận, ví dụ cái châu Âu chẳng hạn, tức là cái chỗ quản lý dược của châu Âu, người ta cái công ty đó nó qua châu Âu nó xin phép thì châu Âu nó cho phép thì nó chỉ lưu hành châu Âu thôi, hoặc là một số nước chấp nhận nhưng Mỹ nó không chấp nhận thì là người dân Mỹ không dùng. Và trên thực tế cũng có một số thuốc như vậy, nghĩa là nó chỉ được lưu hành ở châu Âu, một số quốc gia khác thôi chứ Mỹ nó không xài. Thì cái đó chúng ta cũng cần quan tâm tại sao Mỹ nó không xài, nó có lý do đó. Là có thể lý do không phải là về tính an toàn, nhưng mà có thể là cái hiệu quả của nó người ta không chứng minh rõ ràng đó. Thì có một số thuốc như vậy, có một số công ty thì người ta thấy rằng là Mỹ nó khó khăn quá rồi thì đi qua châu Âu mình bán, nó có lời ở hoặc là ở Việt Nam bán chẳng hạn. Ở Việt Nam hầu như là châu Âu chấp nhận về Việt Nam sai, nhưng mà Mỹ không, là Mỹ nó không chấp nhận, nó bắt bổ sung chứng cứ này kia,
có thôi, khó quá bỏ qua thì người nhận quỹ không được. Nó rất là chặt chẽ, nghĩa là nó rõ ràng, à, không là tham kiến, không có cái chuyện là tiêu cực ở đây. Nên là các bạn thấy có nhiều thuốc lưu hành ở Việt Nam, nhưng mà khi các bạn tra cứu ở trong một số cái tài liệu chuyên môn của thế giới, đôi khi không có đâu các bạn. Hoặc là các bạn tra cứu trên những, tại vì những cái tài liệu chuyên môn mà mình uy tín ấy, thường thường là từ Mỹ ra, thì các bạn tra trong những cái tra cứu trên những cái sách của những cái đó. Các bạn biết không, đó cả thuốc này là FDA nó chưa chấp nhận, chưa chấp nhận là vẫn không có đưa vào viện của nó, cũng như là không có đưa vào viện của nó. Thì các bạn tra nó không ra thôi. Thì đối với cái phần chuẩn bị lâm sàng thì đến cái giai đoạn thử nghiệm trên người là nó có 3 pha, nhưng sau khi nó đã được chấp nhận đó, đưa ra thị trường cho bệnh nhân sử dụng thì chúng ta còn một pha nữa gọi là pha 1, thử nghiệm lâm sàng pha 4. Thì nó nằm ở cái giai đoạn đây là đăng ký thuốc, đây là chấp nhận đưa ra thị trường, còn cái này gọi là pha thứ tư. Pha thứ tư, các bạn thấy cái giai đoạn này gọi là pha hậu mãi. Pha hậu mãi nghĩa là thuốc này đã được chấp nhận và được bán trên thị trường rồi, nhưng chúng ta vẫn tiếp tục nghiên cứu về nó. Thử nghiệm lâm sàng sẽ có 4 pha. Pha hậu mãi này thì khi mà bệnh nhân sử dụng, vì các bạn biết là những cái thử nghiệm lâm sàng này thì cái số lượng bệnh nhân nó giới hạn. Còn ở đây là chúng ta thấy là khi đã đưa ra thị trường rồi, hầu như tất cả những bệnh nhân có chỉ định được sử dụng, thì đó gọi là pha hậu mãi. Và đôi khi có một số thuốc nó đã đi đến tay rồi, nghĩa là được cấp phép rồi, thì ở trong cái pha 4 nó có vấn đề, nghĩa là khi sử dụng trên một cái vùng thể lớn thì nó có một số cái vấn đề, ví dụ như đột tử hay là gì đó, thì cũng có thể là nó rút khỏi thị trường, xóa sổ cái thuốc này. Và trên thực tế nó có các bạn một số thuốc thuộc cái nhóm EZ, khi đưa ra thì khi mà thử nghiệm lâm sàng thì rất là tốt, nhưng mà khi đưa ra thị trường sử dụng thì cái tính an toàn của nó không cao, và người ta phải rút khỏi thị trường. Vậy nên lâu lâu các bạn đọc thông tin thuốc, các bạn thấy là thuốc A bị rút khỏi thị trường, thuốc B bị rút khỏi thị trường, đó là do cái pha hậu mãi. Pha hậu mãi khi đó đã sản xuất hàng loạt thì đôi khi không phải bản thân cái thuốc đó có vấn đề mà là chất chuyển hóa của nó. Khi các bạn đã sản xuất hàng loạt ra thì khi các bạn bảo quản ở trong cái môi trường này thì đôi khi nó sẽ biến chuyển thành cái chất khác nữa, thành ra là nó sẽ gặp cái trường hợp là rút khỏi thị trường. Thì cái công ty đó chấp nhận lỗ các bạn, tức là chưa bán được bao nhiêu mà phải rút khỏi thị trường, thì gọi là cái quá trình mà nó nghiên cứu từ đây cho đến đây là phải đổ đổ để xong rồi, chưa kể là bồi thường nếu như là cái hậu quả của nó mang lại quá lớn. Nên các bạn thấy là tại sao những cái thuốc mà mới ra đời nó rất là đắt tiền, nhưng mà gọi là thuốc phát minh rất là đắt tiền, rất là tiền. Tại vì các bạn thấy chúng ta phải trả cho tất cả những cái gì mà đó là cái vấn đề về nghiên cứu thuốc. Các bạn nào thích đi về thử nghiệm lâm sàng không? Số trẻ đến bây giờ không không bị được, thế nào là bị được, thế nào là
hơn và bạn không có chú ý đến nó. Hai cái này nó ngược nhau, một cái là thuốc tác động lên cơ thể và một cái là cơ thể tác động lên cơ thể. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần về dược động về lực, sẽ đi về dược động trước.